Minasan, konnichiwa. Những người hoa sen xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, mình muốn nói cái câu là ngày mai trời có mưa hay là không mưa thì tôi không biết mình sẽ nói như thế nào nhỉ? Bình thường mình sẽ nói là gì đây? Asta, amega, furimaska, furimasen ka, sore o, shirimasen. Đúng không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ có một cách nói là khác, đó là gì? Asta, amega, furuka, doka, shirimasen. Furu kado ka shirimasen. Chúng ta có cấu trúc ngữ pháp câu là kado ka. Và kado ka nó sẽ như nào? Động từ chúng ta sẽ chia về thể futsuke. Tính từ na thì kết thúc đà, chúng ta bỏ đà đi, cộng với kado ka. Và danh từ thì chúng ta cộng trực tiếp với kado ka. Ý nghĩa của nó là hay không. Hay. Cách dùng là dùng để diễn tả làm hay là không làm, hoặc là hay là không là, ví dụ như là mưa hay là không mưa chẳng hạn. Và chúng ta cùng nhau đi vào cái ví dụ cụ thể hơn để chúng ta nắm rõ hơn nhé. Hay kore wa nan desu ka? Suika desu ne. Hay oishiso desu ne. Demo amai desu ka? Shirimasen ne. Amaku nai desu ka? Sore mo shirimasen ne. Vậy chúng ta muốn nói là gì đây? Cái miếng dưa hấu này ngọt hay là không ngọt thì không biết mình sẽ nói thế nào nhỉ? Hay tính từ thì chúng ta đi trực tiếp luôn đúng không ạ? Hay kono suika wa amai ka dou ka wakarimasen. Kono suika wa amai ka dou ka shirimasen. À wakarimasen. Hay miếng dưa hấu này ngọt hay là không ngọt tôi không biết. Hay còn anh chàng này thì sao, đang ngồi suy nghĩ một cái gì đó đúng không ạ? À suy nghĩ là đi Nhật. À, anh có đi Nhật hay là không đi Nhật thì anh đang nghĩ, đang suy nghĩ. Hay nihon ni iku ka dou ka kangai teimasu. Hay. Và ngoài ra kadoka chúng ta còn có một cái nữa là nghi vấn từ cộng với ka. Hay ví dụ nghi vấn từ cộng với ka nhé, đây là cái cách nói là lồng một cái câu hỏi vào trong một câu văn. Hay Tanaka san ga doko ni sunde iru ka shittemasu ka, bạn có biết anh Tanaka đang sống ở đâu không? Hay đây là cách nói lồng một câu hỏi vào trong một câu văn. Hay và ngoài chúng ta có thêm một cái ví dụ nữa nhé. Biru, cô gái này đang không biết rằng ngày hôm qua mình đã uống bao nhiêu ly bia, mình không nhớ được. Hay kino no yoru nanbai nonda ka oboite masen, tự hỏi chính bản thân mình đúng không? À tối qua không biết là mình đã uống bao nhiêu ly bia rồi. Đấy, thì chúng ta có một cách nói lồng câu hỏi vào trong một câu văn. Hay. Và qua bài học ngày hôm nay thì các bạn đã biết cách sử dụng của kadoka cũng như là nghi vấn từ cộng với ka rồi đúng không ạ? Ngoài ra thì cô có để đường link bài tập ở bên dưới nữa nhé. Các bạn có thể nhấp vào đó để làm bài tập. Và nếu như mà bạn nào làm đúng được 100 điểm thì các bạn sẽ được 1 điểm tích lũy vào tài khoản của mình đấy. Hai, minasan, sayonara, mata imashou.